Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS6.vn. Hôm nay mình sẽ xoay ngựa sót anh em nhá. Xoay ngựa ma đấy. Ngựa ma này nguyên liệu này rất là hiếm. Nguyên liệu anh em có thể đi nạp thẻ vào, có thể có này. Trong bốc nạp có này. Rồi là anh em có thể đi chiến trường máu. Chiến trường máu thì mình kiếm được 2-3 mảnh anh em nhá. Khi mình kiếm được 3 mảnh 3 ngày. Mình mua thêm 7 mảnh nữa. 7 mảnh là cũng khá là khá đấy. 500k ATM một mảnh em ạ. Nhưng mà tính một phát xoay là tầm 5 triệu, chưa tính BS các thứ đấy. Ngựa ma thì có hai loại ngựa, một ngựa tấn công và một ngựa phòng thủ. Thông tin thì anh em có thể lên fanpage xem thông tin option của ngựa nhá. Mình cũng chưa biết option là như thế nào cơ. Bây giờ mình sẽ thử quay, gọi là hy vọng sẽ ra được con ngựa ma phòng thủ đầu tiên tại server nhá. Hiện tại có một con ngựa ma của Tiểu Y Bạch rồi, một con ngựa ma của Tiểu Y Bạch, đó là con ngựa tấn công màu đỏ ấy nhá. Bây giờ thì mình chỉ có hy vọng xoay ra được con ngựa ma màu xanh thôi, nhưng mà hy vọng cực kỳ luôn đấy. Mong rằng cái clip này gửi tới anh em có một điều gọi là cảm ơn anh em rất là nhiều, dù xịt hay lên cũng cảm ơn anh em nhá. Bây giờ ta tiến hành thôi, xoay nào, tiến thôi, tiến nào. Rồi nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ rồi, xem còn cái gì không nào, vả luôn đi anh em ạ, cho nó thấp thấp tí để nhìn cái NF8 nào. Dùn lắm anh em ạ, thề luôn đấy. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. À, đây. Tại sát đây để căn cái nhịp nó ném coi. Thấy được không? À thấy được anh em nhá. Cái thử bình thường này. Nguyên liệu anh em cho 10 mảnh hồi sinh. Dùn kinh luôn đấy anh em ạ. 10 mảnh hồi sinh này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mảnh hồi sinh em nhá. Cộng với một dàn BS để lên cao đây, nó nhìn nó lộc lá cái. Căng quá anh em ạ. Mỗi loại một cục 30 viên anh em nhá. Đấy. 30B, 30S, 30 sao, 30 like gì đấy. 10% này. Tỷ lệ là 20% anh em nhá. Nó ra ngẫu nhiên một con phòng thủ hoặc một con tấn công. Ok, bây giờ mình sẽ vả luôn nào. Cố lên nào ơi. Run quá, thề anh em đấy, 5 triệu của tôi đấy, một này. Hai nháy đi, một này, à cặp què, một, à phát một rồi anh em ạ, căng đấy, ba nháy ra đập nhá, một này, căng quá, một, à, toàn cặp cặp què đấy anh em ạ, tùn game đấy, em ủng hộ một like nào, một like, hai này, ba này, ui rồi ôi, ngựa ma của tôi, toang mẹ rồi. Toàn mẹ rồi. Ui, toàn mẹ rồi anh em ạ. Ngựa ma đấy. Đấy, ngựa ma anh em thì hụt bao nhiêu công sức anh em ạ? 5 triệu ATM là ra đi. Đã buồn ghê luôn anh em ạ. Anh em ủng hộ một like để động lực nhá. Video của mình, clip của mình đến đây là kết thúc. Anh em ủng hộ một like nào. Chán ghê rồi, ngựa ma ra đi rồi. Tỷ lệ khó lắm anh em ạ. 10 mảnh không là rẻ đâu, tốn đạn lắm. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình, với cảm ơn anh em rất là nhiều. Mặt đây này ghê quá.